Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 62 phẩm vào pháp giới thứ 39 Bấy giờ Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi khuyên các tỷ kheo phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, lần lượt đi về hướng Nam, trải qua nhân gian, đến phía đông Phước Thành, trụ ở trong rừng Trang Nghiêm Tràng Sa La, nơi đại tháp miếu chỗ mà thủa xưa chư Phật đã từng ở để giáo hóa chúng sinh, cũng là nơi mà thủa xưa Đức Thế Tôn khi tu Bồ Tát Hạnh xả vô lượng thứ khó xả cho nên tên rừng này vang khắp vô lượng cõi Phật. Nơi này thường được trời rồng dạ xoa càn thát bà Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người cúng dường. Bấy giờ Bồ Tát văn Thù sư lợi và quyến thuộc của Ngài đến chỗ đó rồi, liền ở chỗ đó nói kinh phổ chiếu pháp giới, có trăm vạn ức na do tha kinh dùng làm quyến thuộc. Khi nói kinh đó, thì trong biển có vô lượng trăm ngàn ức loài rồng đến chỗ đó nghe kinh. Nghe Pháp này rồi rất chán loài rồng chân tránh cầu Phật đạo, đều xả thân rồng sinh vẻ cõi trời người. Một vạn loài rồng đắc được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại có vô lượng vô số chúng sinh nơi ba thừa đều được điều phục bấy giờ người phước thành nghe văn thù sư lợi đồng tử ở nơi đại tháp miếu trong rừng trang nghiêm tràng xa la vô lượng đại chúng từ thành đó đi ra đến chỗ bồ tát văn thù sư lợi bấy giờ có vị cư sĩ nam tên là đại trí cùng với năm trăm vị cư sĩ nam quyến thuộc tụ hội đó là cư sĩ nam tu đạt đa cư sĩ nam bà tu đạt đa cư sĩ nam phước đức quang cư sĩ nam hữu danh sưng cư sĩ nam thí danh xưng cư sĩ nam nguyệt đức cư sĩ nam thiện họa cư sĩ nam đại họa cư sĩ nam hiền hộ cư sĩ nam hiền thắng có 500 vị cư sĩ nam như vậy tụ hội cùng đi đến chỗ văn thù sư lợi đồng tử đảnh lễ chân ngài nhiễu quanh ba vòng rồi lui về ngồi một bên lại có 500 vị cư sĩ nữ, đó là cư sĩ nữ Đại Huệ, cư sĩ nữ Thiện Quang, cư sĩ nữ Diệu Thân, cư sĩ nữ Khả Lạc Thân, cư sĩ nữ Hiền Hạnh, cư sĩ nữ Hiền Đức, cư sĩ nữ Hiền Quang, cư sĩ nữ Tràng Quang, cư sĩ nữ Đức Quang, cư sĩ nữ Thiện Mục, 500 vị cư sĩ nữ như vậy cũng đi đến chỗ văn thù sư lợi đồng tử đảnh lễ chân ngài đi nhỡ quanh ba vòng rồi lui về ngồi một bên.